Mở đầu video hôm nay là video ghi lại các binh sĩ Ukraine đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt, gài mìn trên con đường mà quân Nga di chuyển. Video ghi lại cảnh UAV FPV của Ukraine tấn công xe tăng T-80 của Nga ở khu công nghiệp Azivka, ngoại ô phía đông nam. Video mô tả việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng hệ thống phòng không tầm ngắn NATWQ, một Avenger của Hoa Kỳ để chống lại UAV Kamikaze Roran của Nga. Lữ đoàn cơ giới 65 của lực lượng Ukraine bắt sống một số tù binh Nga ở Zaporizhia. Video cho thấy các mô hình buồng lái của máy mô phỏng lái xe tăng T-64B hoặc T-72AV mà các lính tăng của lực lượng vũ trang Ukraine được huấn luyện trên đó. Cục An ninh Ukraine đã vạch trần một công ty Ukraine chuyên cung cấp thiết bị y tế cho quân đội Nga. Thông tin được công bố trên mạng xã hội X cho biết, trong năm 2022-2023, công ty này đã vận chuyển số lượng lớn sản phẩm do họ sản xuất sang Nga với trị giá hơn 40 triệu USD. Hàng được đưa qua các công ty trung gian ở châu Âu trước khi đến Nga. Để ngụy trang hoạt động, chủ sở hữu công ty Ukraine đã tham gia vào việc quảng bá hình ảnh của chính mình với tư cách là tình nguyện viên cung cấp thuốc cho lực lượng vũ trang Ukraine. Một người lính Ukraine đang gọi điện về hỏi thăm gia đình và người thân. Có thể thấy anh ta đang xúc động. Trên mạng xã hội X, trang Ukrainian Squad đã đăng một video kèm dòng chữ: những người lính này sẽ được lịch sử ghi nhớ. Họ đã hy sinh và luôn sẽ hy sinh cho quê hương và tự do của mình.
Chiến tranh khốc liệt, có người xông pha chiến trường nhưng cũng có những người chọn cách vượt biên để đến vùng đất mới. Chàng trai này cho biết anh đã bơi qua một con sông lớn và đi bộ khoảng 2 km trong tình trạng ướt sũng. Sau đó anh ta đến biên giới Romania và gặp được một đội biên phòng. Họ đưa anh ta về sở, sưởi ấm, cho ăn và đưa anh đến nơi làm giấy tờ. Sau đó anh đi đến cơ quan di trú, được cấp phép di chuyển tự do trong nước. Cùng với giấy tờ mới, anh ta đã có thể đi sang Hungary. Và không phải ai cũng may mắn như anh chàng trên. Đây là 10 người đàn ông Ukraine trốn quân dịch qua Moldova với đường dây hỗ trợ biên giới có giá 5.000 đô la trên một người, đã bị biên phòng Ukraine bắt giữ. Một video được Tổng thống Ukraine Zelensky đăng trên trang cá nhân của mình trên Telegram vào ngày 6 tháng 1 có nội dung như sau. Chúng tôi đang làm việc với tất cả các quốc gia viện trợ để bảo đảm Ukraine nhận đủ số lượng viện trợ quốc phòng trong tháng này. Chúng tôi đã nhận được viện trợ từ Đức, bao gồm pháo binh và hỏa tiễn phòng không và những thứ cần thiết khác. Cảm ơn vì đã hỗ trợ chúng tôi kịp thời. Chúng tôi mong đợi những bước đi tương tự từ các đối tác khác của chúng tôi, đặc biệt là Hoa Kỳ. Vì vậy, mùa đông năm nay cũng như mùa đông năm ngoái, bọn khủng bố Nga sẽ không thể thắng được gì. Chúng tôi đã có những trận chiến khốc liệt cả ngày lẫn đêm từ đầu năm nay. Các trận chiến khốc liệt nhất diễn ra ở hướng Azivka, Mariinsky, Bakhmut, Lymansk, Kupiansk, miền nam nước ta. Các chiến sĩ của chúng ta là những anh hùng. Tất cả các lực lượng quốc phòng và an ninh, mọi lữ đoàn ở tiền tuyến, mỗi phân khu, tất cả mọi người đang nỗ lực chiến đấu, cảm ơn tất cả. Ưu tiên chính của chúng tôi bây giờ là cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết để tự vệ và phục vụ cho các chiến dịch của chúng tôi. Đạn dược, phi cơ không người lái và những thứ khác. Những người lính đang chịu đựng, họ đang chịu đựng cả cuộc chiến này. Thời gian là quan trọng, mang tính quyết định về nhiều mặt. Cảm ơn tất cả những người đã nhận ra điều này, những người đã giúp Ukraine trở nên hùng mạnh hơn và những người lính của chúng ta có thể tiêu diệt kẻ thù. Năm nay sẽ là năm quyết định kết quả của cuộc chiến. Thời gian bây giờ rất quan trọng, tôi xin cảm ơn tất cả. Tất cả những ai đã tiếp thêm sức mạnh cho đất nước chúng tôi và cảm ơn những người lính của chúng tôi đang anh dũng chiến đấu trên chiến trường. Cảm ơn tất cả vì sự thấu hiểu và kiên trì đồng hành của chúng tôi, những người đã làm cho Ukraine mạnh mẽ hơn. Vinh quang cho nhân dân ta, niềm tự hào cho Ukraine. Đây là một vài hình ảnh ghi lại chuyến thăm của ông Zelensky đến lữ đoàn cơ giới số 110 riêng biệt và chiến lược Tavria theo hướng Azivka vào tuần trước được ông đăng trên cá nhân của mình, kèm theo dòng bình luận. Tuần trước, tôi đã đích thân đến thăm các đơn vị của các chiến binh của chúng tôi ở Azivka và cảm ơn họ vì sự kiên định trong các trận chiến. Dù trong mắt của những người lính của chúng ta có sự mệt mỏi nhưng chắc chắn không có sự chán nản. Tôi tự hào về những anh hùng của chúng ta. Tôi cảm ơn tất cả những người đang đấu tranh cho sự sống của Ukraine. Ukrainian Farm TV đưa tin, hàng trăm tình nguyện viên đã đến giúp đỡ cư dân ở vùng Solomyansk. Họ bắt đầu làm việc từ sáng sớm cho đến tối. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy rất nặng nề bởi các mảnh rơi của UAV và bom đạn. Người dân hoàn toàn không thể sống ở đây được nữa. Một số tình nguyện viên cho biết, ít nhất 6 tháng nữa thì vùng Solomyansk nơi đây mới có thể khôi phục lại như xưa.